Điểm tin tuần này sẽ tập trung vào các thông tin về tình hình chính trị, đối ngoại, cùng với các thông tin về kinh tế, kinh doanh, tài chính, chứng khoán của thế giới, Mỹ và Việt Nam. Happy Life xin chào quý nhà đầu tư. Sau đây là điểm tin tài chính tổng hợp từ ngày 20 tháng 2, 2023 đến ngày 25 tháng 2, 2023. 1. Phố Wall tuần qua. Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Hai 20 tháng 2, khi thị trường Mỹ đóng cửa khiến mức độ biến động của các thị trường khác giảm xuống. Giới đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sau khi các số liệu lạm phát nóng gần đây củng cố khả năng Fed sẽ nâng lãi suất lên mức cao hơn trong thời gian lâu hơn. Thị trường tài chính Mỹ không giao dịch phiên đầu tuần để nghỉ lễ Tổng thống President Day. Nhờ đó, nhiều tài sản ngoài Mỹ cũng được nghỉ ngơi sau khi chịu áp lực bán tháo liên tiếp trong tuần trước. Chứng khoán Mỹ bán tháo vì nỗi lo tăng lãi suất, thị trường giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba 21 tháng 2, khi nỗi lo lãi suất cao hơn và lâu hơn tiếp tục đè nặng lên tâm trí nhà đầu tư và loạt báo cáo tài chính mới nhất của ngành bán lẻ làm dấy lên mối lo ngại về sức khỏe của người tiêu dùng. Cục Dự trữ Liên bang Fed công bố biên bản cuộc họp gần nhất cho thấy quyết tâm tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát. Chứng khoán Mỹ lại trượt dốc vào ngày thứ Tư 22 tháng 3. Cụ thể, nội dung biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất của Fed diễn ra ngày 31 tháng 1 đến 1 tháng 2 cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương nhất trí tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát bằng các đợt tăng lãi suất. Theo biên bản, lạm phát vẫn ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed và thị trường lao động vẫn còn thắt chặt, dẫn tới áp lực gia tăng tiếp diễn đối với giá cả và tiền lương. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm 23 tháng 2 khi nhà đầu tư chờ một báo cáo lạm phát quan trọng sắp được công bố. Mối lo về nguồn cung thắt chặt giúp giá dầu tăng 2% sau mấy phiên giảm liên tiếp, nhưng rủi ro về nhu cầu vẫn gây tâm lý thận trọng. Đè nặng lên tâm lý thị trường trong phiên này vẫn là mối lo về những đợt tăng lãi suất tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Dù lạm phát vẫn dai dẳng ở mức cao, người tiêu dùng Mỹ tiếp tục cho thấy sự vững vàng trong chi tiêu và điều này khiến cho việc khống chế lạm phát trở thành một nhiệm vụ khó khăn hơn đối với Fed. Phố Wall chứng kiến tuần tồi tệ nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay. Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào ngày thứ Sáu 24 tháng 2, khép lại tuần tồi tệ nhất của năm 2023. Sau khi thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy lạm phát tăng mạnh hơn dự báo trong tháng trước. Các chiến lược gia tin rằng lạm phát không thể giảm nếu không có suy thoái kinh tế rộng hơn. Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones sụt 431,2 điểm, tương đương 1,26%, còn 33.696,85 điểm. Chỉ số S&P 500 vượt 1,31%, còn 4.090,41 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 1,78%, còn 11.855,83 điểm. 2. Chứng khoán Việt Nam. Bán điện tím ngắt, gần 90 mã kịch trần, VN Index tăng kỷ lục từ đầu năm 2023 đến nay trong ngày đầu tuần 20 tháng 2. Thị trường khép lại một phiên bùng nổ dữ dội với mức tăng 2,58% ở VN Index. Cả ba sàn ghi nhận 89 cổ phiếu tăng hết biên độ, trong đó HOSE đóng góp 43 mã. Thanh khoản sàn này cũng quay lại trong ngưỡng 10.000 tỷ đồng. Thế nhưng bước sang ngày thứ Ba 21 tháng 2, vốn ngoại đột ngột xả mạnh, cổ phiếu bất động sản lộ sàn, VN Index bốc hơi 28 điểm. Lượng hàng lớn về tài khoản chiều 21 tháng 2 đã tranh nhau bán cắt lỗ. Rất nhiều cổ không bán nhanh là thiệt hại nặng, được bán dồn dập trong 30 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, đẩy VN Index rơi tự do. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng giảm cực mạnh, khiến chỉ số bốc hơi 27,95 điểm, tương đương âm 2,58%. Cầu bắt đáy đỡ giá Blue Chip, VN Index phục hồi sát tham chiếu, tiền ngoại rút đột biến vào ngày 22 tháng 2. Nhịp phục hồi trong hơn 15 phút cuối phiên tuy ngắn nhưng đem lại hiệu quả đáng khích lệ khi VN Index từ chỗ giảm gần 24 điểm, co lại còn giảm 0,62 điểm lúc đóng cửa. Nhịp hồi này xuất phát từ nỗ lực tăng giá của nhóm cổ phiếu Blue Chip, trong đó dẫn dắt là cổ phiếu ngân hàng. Riêng nhóm bất động sản phần lớn vẫn lao dốc mạnh. Tuy nhiên, đến phiên 24 tháng 2, khối tự doanh công ty chứng khoán tiếp tục bán ròng mạnh tới 302,5 tỷ đồng. Khối ngoại cũng tiếp tục bán ròng 203,6 tỷ đồng trong ngày thị trường giảm sâu. Kết phiên, VN Index tăng 1,02 điểm lên 1.059,31 điểm.
Toàn sàn có 173 mã tăng, 221 mã giảm và 77 mã đứng giá. HNX Index giảm 0,89 điểm, xuống còn 209,95 điểm. 3. Giá dầu đang nơi đâu? Theo giới phân tích, giá xăng dầu dường như đang giảm dần do những lo ngại lâu nay trên thị trường về việc đồng đô la tăng mạnh lên và lãi suất tăng. Bên cạnh đó, kỳ vọng về nhu cầu từ thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới là Trung Quốc sau khi quốc gia này bỏ các hạn chế phòng chống COVID-19 cũng giảm dần. Ngoài ra, nỗi lo siết chặt nguồn cung cũng tạm lắng xuống. Giá dầu WTI đang giao dịch ở mức 75,17 đô la trên một thùng, giảm 0,22 đô la, tương đương 0,29%. Giá dầu Brent giao dịch ở mức 82,11 đô la trên một thùng, giảm 0,1 đô la, tương đương giảm 0,12%. 4. Tiêu điểm trong tuần. Giới đầu tư toàn cầu rót vốn kỷ lục vào trái phiếu doanh nghiệp chất lượng. Năm nay, nhà đầu tư trên thế giới đổ xô vào trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao với tốc độ kỷ lục, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với loại tài sản thường được coi là rủi ro tương đối thấp nhưng mang lại lợi nhuận tốt nhất trong nhiều năm. Tổng cộng 19 tỷ đô la đã được rót vào các quỹ trái phiếu doanh nghiệp xếp hạng đầu tư trên thế giới kể từ đầu năm 2023, mức cao chưa từng thấy vào thời điểm này trong năm. Trung Quốc giúp kinh tế Nga thoát đòn trừng phạt. Theo CNN, sau khi phát động cuộc chiến ở Ukraine, Nga hứng chịu những đòn trừng phạt chưa từng có ở phương Tây, nhưng Trung Quốc đã ném vào cứu sinh cho kinh tế Nga. Wall Street Journal đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Putin sẽ gặp nhau tại một hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở Moscow vào tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Trung Quốc hỗ trợ nền kinh tế Nga thông qua việc mua năng lượng của nước này. Còn các biện pháp trừng phạt của phương Tây bao gồm cấm nhập khẩu những sản phẩm năng lượng từ Nga, áp trần giá dầu, loại khỏi hệ thống thanh toán và đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương tại nước ngoài. Trong nước, đã 9 năm liền, trong đó đáng chú ý có năm 2022, Việt Nam đã kiểm soát lạm phát theo mục tiêu. Mục tiêu năm 2023, CPI tăng khoảng 4,5%. Kỳ vọng năm 2023 sẽ là năm thứ 10 liên tục kiểm soát lạm phát theo mục tiêu. Người dân hưởng lợi gì từ hai gói tín dụng rất lớn sắp rót vào bất động sản? Gói tín dụng 110.000 tỷ đồng do Bộ Xây dựng đề xuất cho vay tập trung phát triển nhà ở xã hội và gói vay thương mại 120.000 tỷ đồng từ 4 ngân hàng thương mại cũng dành cho phân khúc này đang gây xôn xao dư luận. Theo các chuyên gia, nếu hai gói tín dụng sớm triển khai, doanh nghiệp, chủ đầu tư và người dân có nhu cầu thực sự sẽ có cơ hội tiếp cận và mua nhà giá rẻ. Đến đây thì điểm tin tuần này xin được phép khép lại. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Station, nhấn vào nút chuông thông báo, cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, kinh doanh, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.